chào các bạn, nhưng mình là Trung nên mình chia sẻ nhanh một cái xe nha mày. Xe này là giống như người ta để rất là lâu nha mày, có thể là một năm hoặc là nửa năm không có chạy nha mày. Trên trường hợp bây giờ kiếm lại cái chìa khóa không có, bây giờ tìm cách bảo dưỡng làm sao để cho người ta xử lý lại nha mày, cho nó nổ máy đồ lại rồi mở cấp yên đồ ra rồi làm rồi đấu tách chìa khóa trong khi chờ đợi người ta kiếm cái chìa khóa nha mày. Thì thứ nhất là mình hướng dẫn cho các bạn á, các bạn đi mà lỡ bỏ chìa khóa trong cốp á, thì cũng có thể mình lấy ra được, hoặc là mình quên chìa khóa thì mình có thể xử lý tạm thời để mình chạy về nhà. Đây là chiếc Vision đời K44 nha bạn, Vision mới. Thì các đời này gọi là đời K44 nha bạn. Mình không biết ở ngoài gọi là đời thứ thế hệ thứ hai đó, người đó kỹ thuật với mình là cứ mã phụ tùng là K44 nha bạn. Đây thì đối với cái xe này nè, mình cũng cho các bạn xem dưới đây cái mặt nạ là chứa cái bình ắc quy nè, các bạn có thể là mở ra để sạc bình ắc quy. Thì dưới đây nó sẽ có một con ốc bên đây, đây người ta mở rồi mất rồi nè, con ốc này các bạn nhấn vô nha, nhấn vô cái tâm nó vô rồi mới cạy nó ra. Hai bên có mỗi bên một con nha các bạn. Ở trên đây có hai con ốc bắt bằng ren, thì các bạn lấy cái chích dặn ra là được rồi. Thì mình dặn ra cho các bạn xem trước con nè, đơn giản thôi mà. Nhớ ốc ép thì mình giữ lại nha mày, bỏ vô mâm rồi cho cẩn thận. Đó. Thì các bạn nha, bỏ vô mâm rồi cho nó cẩn thận để không mất. Thì rồi còn giật cái phần nhựa này ra làm sao? Mình xử lý mở ổ khóa là sao? Thì giật cái phần nhựa này nè. Các bạn cứ để cái tay mình dưới đây. Dưới chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn giật cái hướng giật lên vậy là được rồi, mình giật này. Đây ra. Không có bị gãy một bất kỳ một món gì nha các bạn. Một phát ra ngay nha các bạn. Đây. Rồi đây không? Rồi các bạn muốn mở cái cấp yên á, yên lên các bạn sử dụng cái vít dẹp nhỏ vậy cho mình. Và cái hướng ở trên đây nè. Trên đây có cái phần ổ khóa này. Đây. Đây mình yên mình chưa mở mà. Các bạn nghe cái tách là mở lên rồi. Đây. Không mở được luôn này. Mình quay cái chỗ này. Thì mình thấy được cái ổ khóa rồi á. Thì các bạn thấy đây nè. Cái phần này là có một cái phần này các bạn cài lên nó rất là dễ, nó không có hư đâu. Cài nhẹ thôi. Cài nhẹ lên cái chỗ này. Thì các bạn cũng có thể hướng dẫn cho mấy cái thợ, mấy anh thợ gần nhà mình làm cũng được, mà người ta không gành thôi nè. Các bạn chọt vô vậy nè, 7. Đó, các bạn nghe chưa? Nó không hư gì nha các bạn, cứ chọt vô 7 lên thôi, không hư. Thì cấp yên nó mở lên rồi nha các bạn. Đây. Thì mình có thể lấy chìa khóa mình bỏ quên trong đây, mà nó không hư, không cần cài ổ khóa. Thì mình khuyên một điều nha các bạn, không để những vật quý đồ trong cái cấp yên mình để gửi xe rồi nha bạn, mất hết nha các bạn. Rồi tiếp theo mình có đây là mình tháo bình ắc quy đi sạc. Đây. Mình để lâu á, bình ắc quy mất hết nha các bạn. Mình xử lý bình ắc quy để đi sạc. Tất cả ống vít mình bỏ vô cái mâm cho nó hợp lý nha các bạn. Bình ắc quy gọi là bình này gọi là bình trung nha các bạn. Bình này gọi là bình trung, bình 6A bình trung. Gọi là bình lỡ đó nha các bạn. Các bạn cứ nói bình lỡ là người ta gần lắm. Nó xài khác với cái bình kia. Tiến hành là sạc bình ắc quy nha các bạn. Tiến hành chờ đợi bình ắc quy á, mình phải lấy được cái hai cái chân ổ khóa ra để mình chút mình sạc đầy, mình nối tắt lại, hoặc là mình đưa cái bình khác vô để mình xử lý cho nổ máy lại như các bạn. Thì trong đây nó cái ổ khóa nó sẽ có những cái dắt như thế này, dưới đuôi ổ khóa vậy bạn. Bạn lòn tay vô mà cái bạn bấm rồi bạn rút nó ra thôi. Cũng hơi khó làm đấy các bạn.
mình lớn tuổi mình đang quay mãi các bạn, tay mình lớn nữa nè, ngoài ngoài khó bấm mấy cái này ra. Thì thường á, thì mất chìa khóa hay gì bỏ quên chìa khóa trên cốp thì cái hướng ấy chìa khóa là như vậy nha các bạn. Cảm giác cái chìa cái ổ này nó hơi khó lấy nha các bạn. Cái đuôi nó hẹp lắm. Thì các bạn gắng cố gắng lấy thì mình khỏi phải mở thêm nhựa, còn không ấy thì mình phải mở thêm nhựa nhiều lắm. Chỉ có một cái lẫy bên trong thôi, mình cởi cái lẫy đó lên hay mình kiếm cái điện pin đó mà mình dò vô mình thấy cho nó lẹ. Xe để lâu quá là nó phát sinh hư nhiều thứ nha bạn. Các bạn có xe nhà cứ lấy ra mỗi tuần mỗi đề máy mỗi chạy nha bạn. Các bạn chỉ cần nhắm cái dắt này nối tắt giống như mấy cái đời quay đời mới thôi, nói hai cộng dây âm với hai cộng dây sao khóa lại nhau là nó có điện nổ mát. Là cái đời này không phải dùng khóa cho mắc kia nha các bạn, nó thời dùng khóa dùng kia là không có gì là nó không có nổ. Cái thời đời này thì nó đơn giản hơn. Hơi mãi mình chưa tháo được luôn. Ra rồi nha các bạn. Thì các bạn tìm cách nối tắt hai cái dây này lại với nhau là có thể nổ máy lại rồi mình kiểm tra. Đây. Thì cái này có hai dây thôi. Đây nè. Mày nói tắt hai dây này là nó hai dây này coi như nấu đối nói tắt lại với nhau là nó nổ máy được nha bạn. Đời không có khóa gì mất kỳ nữa, rất đơn giản, không cần chìa nha bạn. Rồi, mình cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là cái clip để chủ yếu là các bạn lấy chìa khóa để trong cốp rồi nè các bạn. Nhiều lỡ để quên mình có cách xử lý cho nó hợp lý. Để lâu quá mình sang xét hết nha các bạn. Cái bình xăng này là xét rồi bơm nữa hư hết, không biết làm sao nữa. Chắc là phải đặt cái bình xăng mới, cái bình xăng xét á. Là các bạn đổ xăng cho nó hay bị nghẹt kim rồi nó dính máy rồi nhiều lắm nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.